Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Rạch Giá hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tổ chức sản xuất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự sôi nổi hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ nhất năm 2023. Phần cuối chương trình có phóng sự những mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế. Và trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố Rạch Giá trong những ngày qua do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá thực hiện. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tiến hành khảo sát thực trạng và có giải pháp khắc phục tình hình ngập úng cục bộ trong nội ô thành phố. Lực lượng công an có biện pháp xử lý tình trạng trộm dây điện ở các công trình công cộng, đặc biệt cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và lãnh đạo các phường trong việc quản lý, xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, nhất là các xe đẩy bán hàng rong để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Hội người cao tuổi thành phố Rạch Giá tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư giai đoạn 2018-2023. Trong 5 năm qua, hai cấp hội người cao tuổi thành phố đã tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ hội viên người cao tuổi về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Ban tuyên giáo Thành ủy Rạch Giá tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý 2 triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và môi trường, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường chưa được kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, tình trạng thiếu cán bộ y tế cơ sở, thiếu trang thiết bị, dụng cụ chuyên khoa, cơ sở vật chất hạn hẹp. Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2023. Sau thời gian triển khai thực hiện, Phòng Kinh tế thành phố đã tiếp nhận 13 sản phẩm của 5 cơ sở và doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn thuộc 4 nhóm sản phẩm, gồm 4 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, 2 sản phẩm thuộc nhóm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí, 3 sản phẩm thuộc nhóm chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm và 4 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác. Thành phố Rạch Giá tổ chức diễn tập chiến đấu phường Rạch Sỏi trong khu vực phòng thủ năm 2023. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, tham mưu trình độ tác chiến của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời bổ sung trang bị, bảo đảm đầy đủ phù hợp, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên hội thi bí thư chi bộ giỏi được Thành ủy Rạch Giá tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp để đội ngũ cấp ủy bí thư chi bộ vận dụng vào thực tiễn công tác, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Phát biểu tại hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ nhất năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Xuân, Phó Bí thư Thành ủy, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị nghiệp vụ sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về đảng, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở và cũng là dịp để các đồng chí bí thư chi bộ được giao lưu học hỏi, trao đổi thêm các kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chi bộ, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế và xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Hội thi được tổ chức trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 8 năm 2023, với sự tham gia của 89 thí sinh, gồm 85 đồng chí bí thư chi bộ và 4 đồng chí phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy 12 phường xã. Trong đó, thí sinh nam là 58 đồng chí, nữ 31 đồng chí. Tại hội thi, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi là phần thi kiến thức chung thông qua hình thức thi trắc nghiệm và phần thi xử lý tình huống. Qua các phần thi, các thí sinh thể hiện được năng lực, tư duy, phẩm chất tốt nhất của người bí thư chi bộ, thể hiện nghiêm túc, sự tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung thi, từ đó nắm chắc những quy định của điều lệ đảng, nghị quyết đại hội, các nghị quyết chỉ thị của đảng, của cấp trên về công tác xây dựng đảng. Sau khi nhận được cái kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về cái tổ chức cái hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ nhất năm 2023,
thì đảng ủy phường Vĩnh Ninh Dân nó chọn rồi là các cái bí thư để tham gia để đảm bảo theo cái kế hoạch của thành ủy. Tinh thần khi qua triển khai đó thì các đồng chí bí thư chi bộ rất là đồng tình hưởng ứng rất là cao. Đánh giá cao công tác tổ chức cũng như chất lượng thí sinh tham gia hội thi, khẳng định qua hội thi đã góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023 và thực hiện mục tiêu sớm đưa thành phố Rạch Giá lên đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trước năm 2025 theo nghị quyết đại hội 12 Đảng bộ thành phố Rạch Giá, tạo được sự lan tỏa tích cực sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố. Bên cạnh đó, qua hội thi, thay mặt ban tổ chức hội thi, tôi đề nghị các đồng chí thường trực đảng ủy, các phường, xã nghiên cứu, truyền tải các tài liệu, nội dung của hội thi thông qua các câu hỏi để sao gửi đến các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, không phải là thí sinh cuộc thi lần này. Để các đồng chí nghiên cứu, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với các đồng chí thí sinh lần này, xem tài liệu thi là cẩm nang quan trọng để áp dụng vào công việc được giao. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Rạch Giá nói chung và từng chi bộ nói riêng, theo lời Bác Hồ đã dạy. Qua 2 ngày thi trong phần thi trắc nghiệm, 83 trên 89 thí sinh làm bài thi đạt yêu cầu. Trong đó có 4 trong tổng số 89 thí sinh đạt điểm tối đa là 50 trên 50 cầu. Trong phần thi xử lý tình huống, nhiều thí sinh xử lý tốt các tình huống thực tiễn đặt ra, thể hiện được nhận thức và kỹ năng của bí thư chi bộ trên các lĩnh vực. Nội dung có sức thuyết phục cao, lập luận xúc tích chặt chẽ, từ đó làm nổi bật được vai trò xử lý tình huống của bí thư chi bộ, cho thấy từng thí sinh đã nắm chắc nghiệp vụ của bí thư chi bộ và tìm hiểu đầy đủ câu hỏi của hội thi. Chuẩn bị cái tâm thế tốt cho cái phần thi của mình, thì vừa qua thì kết quả đạt giải nhất thì tôi rất là vui, vinh dự. Thì qua cái cuộc thi này tôi thấy cuộc thi này rất là thiết thực, đã tạo điều kiện cơ hội cho tôi cũng như các đồng chí bí thư chi bộ ở các đơn vị trực thuộc trao đổi, điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và có kinh nghiệm để xây dựng chi bộ, rồi là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của chi bộ và nhất là có những cái tình huống để mà xử lý trong cái thực phát sinh trong thực tiễn. Tôi mong rằng thời gian tới thì những cái hội thi như thế này tiếp tục phát huy để chúng tôi có thể luôn luôn trao dồi cái chức trách, cái vai trò bí thư của mình. Nhân dịp này, ban tổ chức hội thi đã trao giấy chứng nhận cho 59 thí sinh đạt danh hiệu bí thư chi bộ giỏi thành phố Rạch Giá lần thứ nhất năm 2023 và tặng giấy khen cho 6 đảng bộ gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích và 13 cá nhân gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân vận khéo là một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Trong những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo được các ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá tập trung thực hiện. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sự đoàn kết nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển. Một trong nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu cây ăn trái là hộ ông Danh Của, ngụ khu phố 1, phường Vĩnh Thông. Trước đây gia đình ông chuyên trồng lúa, tuy nhiên do điều kiện canh tác gặp nhiều khó khăn về thời tiết cũng như nguồn nước tưới nên hiệu quả không cao. Từ khi tham gia vào chi hội cải tạo vườn tạp, ông mạnh dạn cải tạo 2.000 mét vuông đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái, kết hợp đào ao nuôi cá nước ngọt. Trên bờ nuôi thêm 1.000 con vịt lấy trứng và trồng lúa. Các sản phẩm nông sản của ông Danh Của trồng đều có đầu ra ổn định. Sau khi trừ chi phí, ông Danh Của thu về trên 150 triệu đồng một năm. Lúc trước gia đình tôi hơi khó khăn, lên vuông lúa không có được nhiêu rồi. Nó không dư giả gì, thiếu nhà nước cũng nhóc, rồi sau này tôi tạo lập rồi trồng rẫy lên vuông, nuôi trồng rau, kiếm sống hàng ngày được. Giờ làm ăn khá giả tôi cũng mừng, cũng cuộc sống cũng khỏe. Mô hình cải tạo vườn tạp của gia đình bà Cao Thị Phơi bước đầu thành công.
Kết hợp giữa vườn ao này mang lại thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Mô hình được chia làm hai phần, gồm 1.000 mét vuông dành nuôi cá nước ngọt và phía trên trồng cây ăn trái như dừa và ổi. Với tính cần cù chịu khó, chỉ sau 2 năm, mô hình đã mang thu nhập ổn định cho gia đình bà. Sau khi trừ chi phí còn lời 100 triệu đồng. Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ và hướng dẫn cho cách đào ao nuôi cá và trồng cải tạo vườn tạp á, mình là trồng ổi, trồng dừa, nuôi cá, rồi tất cả các thứ thì mình cũng thấy thu nhập á, là rất là ổn định, cuộc sống bây giờ cũng là tốt. Mình thu nhập hàng ngày cũng có tiền ra vô gì đó, nó cũng đỡ hơn, ổn định hơn là lúc trước. Một năm bình quân là mình ước tính là thí dụ mình thu nhập rồi mình trừ chi phí ra rồi này kia, mình cũng khoảng cao nhất là nhiều khi cũng có cả trăm. Từ mô hình của gia đình ông Danh Của và bà Cao Thị Phơi, có thể thấy cải tạo vườn tạp là một chủ trương đúng đắn nhằm tận dụng lợi thế về đất đai để mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Chương trình cải tạo vườn tạp không chỉ tạo hướng đi mà đang dần làm thay đổi tư duy làm nông nghiệp của người dân. Qua cái thời gian mà phát huy được cái tinh thần đoàn kết của hội viên nông dân thì đến nay cũng đã thành lập được cái chi hội, và cái hiệu quả của các cái hộ thực hiện thì nó đạt được nhiều cái kết quả là khả quan. Cũng như là cái hộ của ông Nguyễn Thành Trung, ông Danh Của, ông Nguyễn Nhân Dễ, rồi là các cái hộ khác nhân dân, thì họ từ cái kinh tế khó khăn đến nay là kinh tế cũng phát triển, điều kiện khấm khá và giàu có cái ổn định được cái cuộc sống cũng như cái sinh hoạt hàng ngày, lo cho gia đình, kinh tế coi như cũng ngày càng ổn định. Trước đây thì chưa có triển khai cái mô hình cho nhãn khéo thì đời sống bà con thì cũng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cái việc chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng rau cây ăn trái cũng như rau màu có hiệu quả, rồi chăn nuôi. Thì sau khi được sự quan tâm của ủy ban cũng như đảng ủy, rồi thực hiện cái mô hình như nhãn khéo, thì từ đó mình tuyên truyền vận động trong bà con nhân dân thì chuyển đổi một số đất vườn tạp lên trồng cây ăn trái có hiệu quả, cũng như là một số bà con thì trồng rau màu. Thì từ đó thì nó cho được kết quả rất là tốt. Năm 2021, triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá đã xây dựng được 50 mô hình cấp cơ sở. Các mô hình đều phù hợp với thực tiễn, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với phường Vĩnh Thông thì giai đoạn 2021-2023 thì mình chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ á, thì mình đánh giá là 50 mô hình mình đều đạt hiệu quả rất là cao. Mặc dù có 1-2 mô hình mình không đạt hiệu quả nhưng mà còn lại là số đông. Thì các cái mô hình phát triển kinh tế như là mô hình chuyển đổi vườn tạp sang trồng cây ăn quả, rồi mình chăn nuôi, rồi mình trồng rau củ quả, trồng hoa màu. Thì các mô hình này các cái chủ thể đều thực hiện rất là có hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Thì hiện tại hướng tới thì các mô hình này sẽ được nhân rộng ra thêm nhiều cái hộ gia đình khác nữa. Thực tế nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác dân vận thì diện mạo nơi đó sẽ ngày càng phát triển, phong trào sẽ luôn được duy trì và giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chuyên mục Rạch Giá hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá thực hiện sẽ được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài ở địa chỉ www.kgtv.vn, ứng dụng KGTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.